ngoài yêu cầu xử lý trách nhiệm từng tập thể cá nhân liên quan đến chất lượng vỉa hè đoạn Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu – Kim Liên – Ô Chợ Dừa. Lãnh đạo Hà Nội còn cấm cửa 2 năm các đơn vị nhà thầu thi công, khiến cho con đường đắt kỷ lục này vừa làm xong đã hỏng. Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan gồm các sở xây dựng, giao thông, quy hoạch kiến trúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện cùng 3 ban quản lý dự án có liên quan tiến hành kiểm điểm xử lý trách nhiệm về những hạn chế thiếu sót trong quản lý chất lượng thi công hè phố đoạn Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu – Kim Liên – Ô Chợ Dừa. Cùng với đó, giao sở xây dựng xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với các sai phạm của tập thể cá nhân trong quá trình lập và thực hiện dự án khảo sát thiết kế, thẩm định phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công theo đúng quy định. Đặc biệt, sở phải thông báo cho các chủ đầu tư không ký hợp đồng giao cho các đơn vị này thực hiện dự án tương tự trên địa bàn thành phố trong 2 năm. Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã bất ngờ kiểm tra chất lượng ngay khi con đường Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu vừa hoàn thành và phát hiện hạng mục thi công vỉa hè không đảm bảo, bị hư hỏng nghiêm trọng.